Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series của tựa game Hải Tặc Đại Chiến anh em ạ. Phiên bản mới chúng ta đã ra mắt một thời gian dài rồi. Đấy, xin mời anh em trả lời các câu hỏi này cho mình nha. Và sau đó mình sẽ share cho anh em cái bộ gift code mới, cái code chung của tuần. Đúng anh em biết câu trả lời đầu tiên, ước mơ của Zoro là gì? Đấy, chắc chắn là kiếm sĩ số 1 thế giới này rồi anh em ạ. Mình về chú Usopp từng chống lại ai để bảo vệ làng Kurojin Alom Anwida Kuro rồi anh em. Sợi, đùa anh em đấu ai chứ lại đấu Wibu ở đây. Hình xanh, hình xăm trên hai tay của Frankie có hình gì? Robot ngôi sao, búa liềm, hình tròn đúng anh em biết luôn. À hả, cái này mình nhìn phát biết có chính là ngôi sao anh em ạ. Gầy chú biệt danh fan hay gọi Zoro là gì? Úp sọt lù rổ sạn. Biệt danh fan hay gọi Luffy là gì? Lù sạn rổ úp sọt. Rất là lù thôi anh em, mấy câu này dễ ợt luôn. Fan One Piece chắc anh em cũng nhìn phát biết ngay câu trả lời anh em nhỉ. Mình chiều anh em tí thôi thì chắc anh em biết hết câu trả lời đó là ba. Sự kiện này mai là hết rồi anh em này. Để mình làm cái cốt kia đã nha. Tặng gửi anh em cái cốt mới của chúng ta hôm nay. Sự kiện này sắp hết rồi anh em ạ. Mình nghĩ sau cái đợt sự kiện này là vào ngày 18 thì nó sẽ nhảy sang ngay một cái sự kiện mới 20 tháng 11 anh em, ngày Nhà giáo Việt Nam. Mình nghĩ đó sẽ là một cái sự kiện gì nó rất là ngon, rất xịn. Anh em mình nghĩ sự kiện đấy anh em sẽ tăng được chiến lược rất nhiều đấy. Đánh sập cả bốt luôn nha. Xem nào, đánh nhiều vụ này. Hai tiếng nữa à? 4 tiếng nữa, nó cũng sang tuần ngày bắt đầu. 9 giờ mới xong anh em ạ. Nên tạm thời anh em mà có nguyên liệu hay là các thẻ tướng này thì anh em giữ lại, mình nghĩ anh em nên giữ lại anh em ơi. Sự kiện 20 tháng 11 đợt này mình nghĩ sẽ khá là to. Ngày lễ mà anh em. Quốc tế, ví dụ nhà giáo Việt Nam, ví dụ tìm đi sưu tập các bó hoa này, không bó hoa tặng thầy cô chẳng hạn thì chúng ta nhận được quà, nhận được thưởng. Có các sự kiện vòng quay, các sự kiện triệu hồi ngon nghẻ cho anh em chơi. Còn về cái gift code chung lần này của anh em chúng ta là cái gift code hàng tuần thì nó cũng không có gì giá trị lắm. Nói chung là anh em à, có cũng được mà không có cũng chả sao. Cho anh em một số cái phiếu sách. Ô, ở đây mình thiếu 4 cái này này. À, mình nâng được lên này như này. Tăng được phẩm đồ nha, mút sửa ngon. Ngon luôn anh em. Tăng sẽ tăng máu đi, không để sau tăng máu trước, máu nó trâu tăng mà anh em, tăng phải máu support các kiểu đấu sĩ, tăng nhiều máu chứ, 400 máu đủ đẹp anh em ạ. Không phát ra gì mà là có tin nhắn mới từ admin là tin nhắn gì đây?
Xin chào thuyền trưởng, hiện tại những thuyền trưởng đang sử dụng hệ điều hành Android sẽ không thể thanh toán trực tiếp ngay trong game do hải tặc bại chiến đang bảo trì đối với hệ điều hành này. Trong thời gian bảo trì, các thuyền trưởng có thể làm các khóa trong game thông qua các trang web như paygosu.vn giá rẻ. Mọi thắc mắc liên hệ fanpage Facebook hải tặc bại chiến để Nami hỗ trợ tốt nhất. Wow. Vậy thôi sao? Tưởng có gì, Nami nhắn tin riêng cho mình anh em ạ. Tưởng có tin nhắn gì chứ. Bây giờ thì anh em chúng ta phải vui hai team để anh em đi cái đậu thần đôi anh em ơi. Vui một team là thiếu đam trầm trọng. Đậu thần đôi khá là khó. Đông dân là rất là mệt mỏi khi chúng ta phải bù những hai team lận. Chết rồi, Jin B sắp chết rồi. Poly rồi, qua anh em ơi, hay quá, qua rồi. Ủa, qua trận đấu trong trận này qua rồi. Đánh lại qua ngon. Thua, tại sao thua? Cứ được đẩy được tầm chục cửa là bắt đầu lại thua nha bạn, lại thiếu đam, lại phải ép lên. Ờ, trận này nó đánh cái con Jin B của mình cấm quá nhở, toàn bộ level hơn 200, 207 này. Khó rồi, quét một phát Akainu đã đi viện. Jin B 400.000 máu mà không trụ được, còn phải nó đấm này anh em ạ. Khỏe quá. Thế này có khi phải ép lên tầm 500.000 hay 500, đúng rồi 500.000 lực chiến được anh em. Hay 500 vạn chiến lực qua được hải này rồi. Thua. Tại bao nhiêu? Đúng rồi, mình đang 400.000 chiến lực anh em ạ, chắc phải ép lên 500.000 chiến lực. Sở hữu 6 thuyền viên đạt cấp 160, 3, 4, 5. Nhiệm vụ này coi đã để sau làm thôi. Chắc đợi hết cái nhiệm vụ, chỗ nhiệm vụ này ép con Akainu này lên 160 nữa là hoàn thiện. Sau đó tạm ổn, đội hình nông dân tạm ổn thôi anh ạ. Rồi anh em ơi, có lẽ clip của mình cũng có dừng lại tại đây nha anh em nha. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Anh em là fan của cả game hải tặc bại chiến, nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em đã xem video. Bye bye.